Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay trong video bài giảng này chúng ta sẽ học thêm một từ vựng mới đó là từ trả trong bảng 150 từ vựng tiếng Trung HSK cấp 1. Đó là từ chá, à, từ này các bạn để bên tay trái màn hình mình đang chỉ đấy là từ trả này. Rồi, website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master là học tiếng Trung.tv đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn vào timela tiếng trung.com hoặc là học tiếng tv Tiếp theo các bạn ấn vào nút này hình của YouTube màu đỏ và ấn vào nút này hình của YouTube màu đỏ để sau này các bạn sẽ được cập nhật và thông báo các video bài giảng mới nhất của mình khi mà mình đăng lên kênh YouTube của mình và các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video bài giảng nào mới nhất bao gồm video bài giảng luyện thi HSK online và luyện thi và học tiếng Trung online. và các bạn chỉ việc ấn vào nút này màu đỏ như YouTube và ấn vào nút này. OK. Các bạn ấn vào nhà, ấn một cái vào đây và ấn một cái vào đây. Sau khi làm xong bước đó thì chúng ta sẽ đi tiếp sang slide tiếp theo. Website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master là tiếngtrungnet.com net com rồi và chúng ta sẽ vào phần chính của nội dung bài học ngày hôm nay nó, nó đó là từ gì à từ trả trả có nghĩa là gì à trả có nghĩa là trà trà hay chè đó trả là từ của nó là danh từ trả rồi đó là từ số 10 trong bảng 150 từ vựng tiếng trung hán cấp 1 rồi trả trả viết như thế nào nhỉ đó trả viết như thế này thì các bạn mở cái phần mềm là tấm viết chữ hán uh, chinese writing master ra rồi sau đó các bạn paste vào đây rồi. enter cái là sao trả trà hay là chè rồi các bạn cứ bắt trước theo cái phần mềm họ biết như thế nào thì các bạn chỉ việc bắt trước theo từng nét như vậy họ biết từ đâu sang đâu thì các bạn cũng biết như vậy từ đó, từ đó sang đó Rồi, thì trà là trà chè rồi ví dụ là bạn muốn uống trà không ní ao khơ trà má khơ trà má bạn muốn uống cốc trà uh, nóng hay là trà trà uh, đá ní ao khơ rửa trà hay pin trà rửa trà hay, chà, hay hoặc là uh, bạn lại cho tôi một cốc trà đi nì cái lái ipe trà 好了姐，你给我拿一杯茶吧。嗯、好啦，呃，假设叫，就那什侬啦姐，珍珠奶茶啦，假设叫珍珠奶茶，假设叫。好了姐，呃，你啦加加越南，这是越南茶，这是越南茶。到底我加了，我喜欢喝越南茶，我喜欢喝越南茶。到底我你喜欢喝什么茶？你喜欢喝什么茶？我加太原，我喜欢喝太原茶，我喜欢喝太原茶。我加。 uống trà uống uống trà long tình là uống gì hoặc tôi thích uống trà thích quan âm uống hoặc tôi thích uống trà trà hoa cúc uống là hoặc là tôi thích uống trà hoa nhài là uống tôi thích uống trà hoa nhài vân vân rất nhiều loại trà rất nhiều loại trà là từ và cái phần mềm này download như thế nào thì các bạn vào như sau. Các bạn vào trang chủ là tiếng trung com Rồi tiếp theo các bạn kéo xuống dưới, các bạn kéo xuống dưới. Rồi, các bạn ấn vào đây. Phần mềm tập viết chữ Hán các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang phần mềm tập viết chữ Hán Chinese Writing Master và các bạn kéo xuống dưới, sau đó các bạn ấn vào đây, tải xuống. Là ok. Là sẽ sẽ tải về máy tính. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ uh, đi tiếp và nội dung bài học của chúng ta cũng là gần gần kết thúc rồi bởi vì chúng ta đã đi xong cái từ thả rồi đúng không? Trá còn cái từ nào nhỉ? Còn từ nào chúng ta có thể đặt câu với từ trá nhỉ? Ví dụ là gì nhỉ? Ờ, chúng ta đến quán trà đi, ổn quả ba? Trái quả khớ Chúng ta đến quán trà uống trà đi, ổn chứ Rồi, đây là từ trà. Và hôm nay là chúng ta đã kết thúc xong về cái từ uh, trà Và sau mỗi video bài giảng, các bạn có cảm thấy thắc mắc ở chỗ nào, ở đâu thì các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới video bài giảng này ở trên Youtube để được hỗ trợ trực tuyến sau giờ học. Đó, mà mình không chỉ hỗ trợ các bạn học viên sau trong giờ học mà mình còn hỗ trợ các bạn học viên sau giờ học nữa. Nên các bạn hãy đăng comment để được hỗ trợ trực tuyến uh, để hỗ trợ trực tuyến. Rồi, sau giờ học. Tiếp theo chúng ta hết rồi và nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo. Chào các bạn.